Hôm nay mình sẽ làm hệ thống tăng cam lại cho chiếc xe Future màn nạ 2 tầng này. Đời 2017 nha anh em. Xe này là chúa bể bánh tăng cam nè. Khắc phục được cái bệnh mà bể bánh tăng cam này thì chạy cũng ok á. Với lại nếu mà anh em bị vũ nồng rồi đó, khi mà lên cốt anh em thay một loại bê tông khác, không phải của KZ của nó, thì có thể nó êm hơn anh em ơi. Cái trái này nó hay vũ. Đây là chủ xe nha. Đó. Anh thấy chưa? Đó. Cây bể vậy nè em. Anh em mua chiếc xe này về Future LED về mới 2022 giờ mình không biết. Cái điều đầu tiên là khi mà dùng sinh cam thì anh em lưu ý cái này nè ha, rất dễ bể, là 100 chiếc bể đủ 100 chiếc à. Nói chung là nó bị lỗi cái này nha anh em. Thấy chưa? Thì sau khi xong là mình được như thế này nha anh em. Mình có ship luôn. Anh em mà mua cần này về gắn là mình ship luôn. Thì mình bảo hành cho anh em 1 năm nữa anh em. Rồi hiện tại là mình về rất là nhiều cần tăng cam bíp này nha anh em. Thì cần này là không có răng giống như là cần thái nè, nhưng mà cần thái là nó nhỏ hơn nha anh em. Cái cần này về xài xanh số 8 bình thường anh em, bánh xô lồng là bình thường. Thấy không? Trên rim trong xe. Thì sau khi xong thì nổ máy là ổn hơn lúc nãy rồi nha. Xe này thì có vỗ lồng nữa anh em ơi. Cài đặt lại cho ảnh cái nữa tài ơi.